Nhận định soi kèo Italia với San Marino, 1 giờ 45 phút ngày 29 tháng 5 là trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia châu Âu. Trận đấu giữa Italia với San Marino chắc chắn không có quá nhiều bất ngờ khi đội chủ nhà đang có cho mình một phong độ tốt, trong khi đó đội khách phong độ trái ngược với đội chủ nhà. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xét thành tích trong những trận đấu gần đây nhất của đội vô địch quốc gia Italia thì họ đang có được thành tích bất bại. Cụ thể trong 10 trận đấu gần đây nhất họ giành được 8 chiến thắng và 2 trận hòa trong mọi giải đấu gần đây. Đặc biệt, thành tích sân khách và sân nhà họ luôn được đánh giá cao. Tính trung bình đội bóng có được 2,8 điểm cho một trận đấu. Ở chiến tuyến bên kia thì đội bóng San Marino thì họ lại có phong độ hoàn toàn trái ngược với đội chủ nhà, khi đội bóng họ chỉ nhận được thành tích toàn hòa và thua. Cụ thể trong 10 trận gần đây nhất thì họ chỉ có 2 trận hòa và tới 8 trận thua. Như vậy, thành tích mà họ có được cho mỗi trận đấu là 0,5 điểm cho mỗi trận đấu. Như vậy, có thể thấy thành tích giữa hai đội bóng trái ngược nhau hoàn toàn. Do đó, trong trận giao hữu này thì đội chủ nhà được đánh giá cao. Vì vậy, kèo châu Á được đưa ra cho đội kèo trên là đội chủ nhà. Soi kèo tài xỉu. Trận đấu giữa Italia với San Marino là trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia châu Âu. Vì vậy, cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Xét thành tích hai đội gặp nhau thì thấy có rất nhiều bàn thắng được ghi. Vì vậy, trong trận đấu này chắc chắn cũng là số bàn thắng khá lớn, do đó người chơi cá độ trận đấu này nên lựa chọn kèo tài cho trận đấu.